thuốc gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long anh em nào chợ Hưng Long Bình Chánh anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2023 thì em ti 500 mới về được 23 hũ 23 hộp nha anh em thì Điền làm clip giới thiệu lại với toàn thể anh em để anh em nào chưa có xài thì mình tham khảo nha anh em anh em nào xài gọi ok thì tiếp tục ủng hộ MT500 bên Điền bán nha anh em Thì anh em xem video thì nhớ cho Điền một like nha anh em Còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh Nhấn nút chuông theo dõi đi thường xuyên cập nhật những video mới Những cách xài thuốc mới, những loại cửa Giá cả của nó theo ngày tháng nha anh em Phụ kiện đồ đầy đủ hết trơn á Nghệ cửa mùng đó mày những cái dòng thuốc tăng bo cấp tóc đồ có đầy đủ hết Điền sẽ thường xuyên up clip giới thiệu đến anh em để anh em nào có nhu cầu thì mình xài nha anh em Thì đây là cái dòng MT500 được nhập từ Philippines nha anh em Đây là cái hộp cái mẫu mới của nó Thì cái date sử dụng tới tháng 10, 2025 cực kỳ xa luôn Cái viên màu xanh tròn nha anh em nó mặt đằng sau của nó nè Thì cái tác dụng của nó là cái gì MT500 này là một cái dòng kháng sinh phổ rộng Anh em chị khò khè sổ mũi sưng mặt cú gũ mà dạng thể nhẹ anh em Với bị tan á Tan nhẹ thì anh em nhét cái này Nhưng điền lưu ý với anh em một chuyện là Khi con gà anh em bị tan á Thì anh em nên chích cái thằng in lam Thì nó sẽ hay hơn anh em mau phục hồi hơn Tại vì khi con gà anh em bị tan á thì cái sự hấp thu qua đường hấp thu qua đường uống nó bị kém đi và lúc đó nó dễ bị tiêu chảy lắm phân trắng cứt cò đâu không à nên tan nhẹ nhẹ thì anh em có thể cho uống viên này hai ba ngày liên tục được còn nặng thì anh em nên chích đi cái này anh em nên mua về ngừa bệnh gà nhập về hoặc là gà mới về anh em cho uống viên này nè để ngăn ngừa sự thay đổi thời tiết gà nó dễ phát bệnh hoặc là nhiễm mầm bệnh mơ, môi trường mới nghe anh em thằng này anh em xài gà nhập thì xài đa số xài này để hỗ trợ rất là tốt hoặc là ngừa dạng bệnh nhẹ đó thì anh em có thể trị luôn lúc mà gà phát bệnh nhẹ đó lúc mới chớm thì anh em trị luôn được nó rất là hay thuốc nó hay nhất là anh em trị đúng lúc đúng cách đúng thuốc nha anh em cho dù thuốc có hay cỡ nào anh em trễ đi chăng nữa thì nó cũng hết hay rồi có anh em đập vô liền là nó ngon nhất Hàng này rẻ 80 ngàn dĩ, Nguyên hộp thì 750 nha anh em Nó hàng về đầy đủ cho anh em Có nghệ hạt lụ Nghệ củ Nghệ bột Đồng giá hết nha anh em Nửa ký thì 120 1 ký 200 Phí ship tính riêng anh em trên 500 ngàn thì bao ship Rồi anh em có mua hàng thì alo trực tiếp Số điện thoại của điện anh em 0347471112 Điện chia xài duy nhất cái số này thôi rồi chào tất cả anh em xem clip nha